Vâng, đối với nhiều người trên thế giới thì thực phẩm biến đổi gen đã trở nên quen thuộc. Trong đó thì phổ biến nhất là các sản phẩm như là ngô, đậu tương, cà chua, dưa chuột. Trong khi đó thì với người tiêu dùng Việt Nam, thực phẩm biến đổi gen vẫn là một sản phẩm khá xa lạ. Tuy nhiên lại có một thực tế là hàng ngày, hàng giờ, người tiêu dùng đang sử dụng những sản phẩm của thực phẩm biến đổi gen mà không hề biết. Vâng, và đúng như những gì chị Thủy vừa chia sẻ thì tôi được biết là mỗi năm chúng ta nhập hàng triệu tấn ngô, đậu tương và gần như là 100% các loại ngô và đậu tương được nhập về Việt Nam là những sản phẩm biến đổi gen, chưa kể đến nhiều sản phẩm khác như là cà chua, dưa chuột và cải dầu. Ngoài việc sử dụng làm thức ăn chăn nuôi thì các sản phẩm chế biến từ loại thực phẩm này cũng đang được người tiêu dùng tiêu thụ rất là nhiều. Vâng, và cũng chính từ thực tế này mà câu hỏi là hiện Việt Nam có những loại thực phẩm biến đổi gen nào, ăn thực phẩm biến đổi gen thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không, có lẽ cũng đang là thắc mắc của rất rất nhiều người tiêu dùng. Và sau đây sẽ là nội dung chính của chuyên mục Chuyện tối nay. Nhưng trước khi nói chuyện với khách mời, mời quý vị và khán giả đến với phóng sự sau đây của chúng tôi. Cho rằng đậu phụ rất có lợi cho sức khỏe nên trong bữa ăn hàng ngày của gia đình bà Vân, đây là món ăn không thể thiếu. Tuy nhiên, bà không biết nó có phải là sản phẩm biến đổi gen hay không. Tôi thì tôi cũng biết nhưng mà vẫn cứ ăn, nhưng nếu mà một khi đã biết thì tôi lại phải tính lại xem là nó như thế nào. Người mua đã vậy, người bán thì cũng tương tự. Làm đậu phụ gần 20 năm, mỗi ngày bà gái bán ra khoảng 30 kg đậu. Thế nhưng bà cũng chẳng quan tâm đậu tương bà dùng để làm đậu có nguồn gốc từ đâu. Là bác không biết là những cái sản phẩm đấy là đậu tương không? Không, bác không biết. Đấy, nhưng mà bác cầm cái đậu nào là bác biết đậu ý. Đậu phụ, sữa đậu nành được làm từ đậu tương. Và từ năm 2000 đến nay, gần như 100% số đậu tương ở nước ta là sản phẩm nhập khẩu và đều là thực phẩm biến đổi gen. Nghĩa là trong suốt 16 năm qua, nhiều người dân đang dùng thực phẩm biến đổi gen hàng ngày mà không hề hay biết. Quý vị và các bạn thân mến, và khách mời của trường quay ngày hôm nay là giáo sư Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp. Thưa giáo sư, vừa xem phóng sự vừa rồi thì quả thực là tôi rất bất ngờ khi nghe thông tin là chúng ta nhập 100% đậu tương. Với một nước nông nghiệp như chúng ta thì tại sao những việc như trồng ngô, đậu tương có gì khó mà tại sao lại 100% nhập như vậy? Và ông có thể giải thích vấn đề này được không ạ? Trước hết là tôi cải chính lại là chúng ta nhập gần 100%, chứ chưa phải 100%. Chúng ta vẫn có một lượng đậu tương khoảng 5-7% sản xuất ở trong nước và tiêu dùng. Thế nên cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao chúng ta lại phải nhập một cái lượng đậu tương lớn như thế? Thì cái này là ta vẫn biết rằng là chúng ta là nước đất chật người đồng. Diện tích đất bình quân trên đầu người là rất thấp. Chúng ta có lợi thế trong sản xuất lúa gạo, nhưng mà chúng ta không có lợi thế trong sản xuất đậu tương. Cứ lấy một cái ví dụ như thế này. Năm 2012 chúng tôi đã được mời tạo một cái vùng nguyên liệu đậu tương cho nhà máy ép dầu đậu tương ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đậu tương chúng ta làm ra trên cái đồng ruộng của người nhỏ lẻ, của người nông dân ấy, lúc bấy giờ ấy là chỉ có nếu mà dưới 15.000 thì người nông dân là không có lãi. Thế nhưng mà đậu tương biến đổi gen nhập về hàng triệu tấn ấy, thì như vậy là chỉ có 10.000 mà hạt 1.000 hạt là tròn trịa đẹp đẽ như nhau, căng mọng và không hề có tạp chất. Trong khi đó đậu tương của chúng ta ấy, thì 3-4% tạp chất, hạt tròn, hạt méo, hạt vẹo vò. Theo như giáo sư nói như vậy là vì lý do kinh tế, chúng ta không có lợi thế kinh tế. Chúng ta không có lợi thế. Và vì vậy cho nên việc nhập về là như vậy. Thế nhưng mà như vậy là rất nhiều năm nay là chúng ta đã người dân đã sử dụng thực phẩm biến đổi gen. Phổ biến nhất là như, ví dụ như là từ những sản phẩm từ đậu tương như là sữa đậu nành hay là đậu phụ hay là một vài các sản phẩm khác như dầu ăn chẳng hạn. Vậy thì tại sao người dân chúng ta không biết hay là người dân của chúng ta không quan tâm là đang sử dụng những sản phẩm có biến đổi gen như vậy, thưa giáo sư? Trước hết thì chúng tôi xin cải chính lại thế này. Chúng ta nhập khẩu về cái lượng rất lớn đậu tương, nhưng mà cũng ở dạng là khô dầu để mà sử dụng phần lớn làm thức ăn chăn nuôi. Thế còn cái sản phẩm như đậu phụ chẳng hạn, sữa đậu nành ấy, thì vẫn phần lớn ấy, là vẫn lấy từ cái nguồn sản xuất tại chỗ ở trong nước. Vì thế cho nên là chúng ta cũng là yên tâm, không phải là tất cả sữa đậu nành hay là đậu phụ nó biến đổi gen đâu. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là thế này, nếu mà nói về cái
Nói về người dân có quan tâm hay không thì cho là người dân rất quan tâm. Có điều là người ta không biết đấy thôi, Từ năm 1996 thì thế giới là bắt đầu sử dụng sản phẩm biến đổi gen. Mà rất nhiều nước ở Hoa Kỳ, Argentina, Canada, EU, Nhật Bản là người ta đã dùng những sản phẩm này từ lâu rồi. Vì thế cho nên là chúng ta, tôi cho rằng là chúng ta cũng không e ngại cái vấn đề này. Chúng ta đã mất 10 năm, từ năm 2005 cho đến năm 2015 để hoàn thiện cái quy chế an toàn sinh học cây trồng và sản phẩm cây trồng biến đổi gen. Chỉ từ năm 2015 đi chúng ta mới chính thức là cho phép sử dụng một số sản phẩm biến đổi gen. Và phải nói rằng ấy là tôi cũng nói để người xem yên tâm ấy, người tiêu dùng yên tâm rằng ấy, là chúng ta chỉ cho phép sử dụng sản phẩm biến đổi gen ở thị trường Việt Nam một khi cái sản phẩm này đã được 5 nước, ít nhất là 5 nước phát triển trên thế giới cho phép. Và một cái hội đồng an toàn sinh học quốc gia bao gồm các đại diện của 5 bộ: Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và đại diện của Viện Hàn Lâm tham gia xem xét vào mọi vấn đề, mọi khía cạnh an toàn trước khi nó được đưa vào sản xuất. Và tôi đây là một cái điểm rất đặc biệt của hệ thống quy chế Việt Nam, là cái sản phẩm phải được sử dụng cùng mục đích ở 5 nước phát triển trên thế giới mới được sử dụng ở Việt Nam. Vì thế cho nên là tôi cho rằng ấy, đây là một cái chỗ dựa tương đối vững chắc cho mình. Dạ. Chứ mình cũng không quá lo lắng về cái vấn đề này. Xin cảm ơn những thông tin của giáo sư. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về phần này ở phần sau của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm biến đổi gen có vẻ còn xa lạ với rất nhiều người. Chính vì thế, để hiểu rõ hơn thực phẩm biến đổi gen là gì, cây trồng biến đổi gen được tạo ra như thế nào, xin mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh sau đây. Cây trồng chuyển đổi gen được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1982 ở Mỹ bằng việc sử dụng loại cây thuốc lá chống kháng sinh. Từ đó đến nay, nhiều loại cây trồng biến đổi gen đã được tạo ra. Gần đây nhất, giống bò xanh có xuất xứ từ Bỉ cho sản phẩm siêu sữa, siêu nạc. Việc nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi thường được thực hiện nhờ phương pháp nhân giống, song phương pháp này tốn nhiều thời gian lại cho kết quả không chính xác. Ngược lại, kỹ thuật biến đổi gen có thể tạo ra giống cây trồng như mong muốn, tốn ít thời gian và có độ chính xác cao. Những thực phẩm có được bằng cách thức này được gọi là thực phẩm biến đổi gen. Ngoài ra, người ta còn sử dụng thực phẩm chuyển gen nhằm tạo ra những thực phẩm có một đặc tính dinh dưỡng ưu việt nào đó, hoặc cũng có khi là nhằm tổng hợp ra các chế phẩm sinh học hay các thuốc dùng trong điều trị bệnh. Mặc dù Mỹ, nước sử dụng công nghệ biến đổi gen rất phổ biến, đã chứng minh rằng thực phẩm biến đổi gen không có nguy hại gì, nhưng nhiều người tiêu dùng lại có quan điểm ngược lại. Và ở nhiều nước trên thế giới, thậm chí đã có những cuộc biểu tình phản đối việc sử dụng thực phẩm biến đổi gen. Vâng, thưa giáo sư, tôi hiểu một cách rất là đơn giản như thế này. Ví dụ như là cái cây ngô của chúng ta để cho kháng sâu đục thân thì người ta đã cấy vào đó một cái gen để kháng sâu đục thân, và đó là một cây trồng biến đổi gen. Vậy thì tôi băn khoăn là cái việc mà chúng ta ăn những cái thực phẩm đó nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con người không ạ? Bởi vì ngay cả trên thế giới hiện nay thì cũng không phải là 100% đều nói có với thực phẩm biến đổi gen ạ. Hoàn toàn đúng như thế. Cái ý kiến về thực phẩm biến đổi gen ở trên thế giới là chia ra hai loại. Một nhóm thì ủng hộ, một nhóm không ủng hộ. Nhưng mà trên thực tế thì cây trồng biến đổi gen năm đến năm 2016 này thì đã có khoảng 181 triệu hecta. Đây là một cái diện tích rất lớn. Vì tổng diện tích lúa của chúng ta chỉ có 4 triệu hecta thôi. Cộng dồn lại từ năm 96 cho đến giờ ấy, thì toàn thế giới đã có hơn 2 tỷ hecta cây trồng biến đổi gen đã được sản xuất và hàng tỷ tấn lương thực được tiêu thụ. Và cho đến nay thì cũng không có một cái, chưa, trong văn y thế giới chưa ghi nhận bất kỳ một trường hợp nào bất lợi do cây trồng biến đổi gen hay sản phẩm cây trồng biến đổi gen gây ra đối với sức khỏe con người, vật nuôi hay đa dạng sinh học. Vì thế cho nên là ở chỗ này chúng ta phải nói rằng là chúng ta có cơ sở rất vững chắc, cơ sở khoa học rất vững chắc để mà sử dụng cái cây trồng biến đổi gen. Vâng, thưa giáo sư, vừa rồi ông có nói là ở trên thế giới thì chia làm hai phe, một phe thì khuyến khích và một phe thì đưa ra phản đối. Thế thì còn ở Việt Nam chúng ta thì sao ạ? Như giáo sư nói là chúng ta có hẳn 5 bộ tham gia vào trong một cái ban để thông vào một quy trình rất là cẩn thận để yên tâm về sẽ không có những cái gọi là phản tác dụng hay là tác dụng phụ khi sử dụng sản phẩm biến đổi gen. Thì liệu chúng ta trong thời gian tới chúng ta thiên về phe nào ạ? Phe ủng hộ hay là phe chống đối ạ? Rõ ràng là chúng ta ủng hộ rồi.
từ năm 2015 đi là chúng ta chính thức là cho sử dụng ba loại cây trồng biến đổi gen: ngô, bông và đậu tương. Tôi xin nói là tại sao lại chọn ngô, bông và đậu tương? Bởi vì ngô, bông và đậu tương là ba loại cây mà chúng ta, ba loại sản phẩm, cây và sản phẩm là chúng ta phải nhập khẩu phần lớn. Đậu tương chẳng hạn thì trên 90%, ngô thì cũng một lượng rất lớn, bông thì cũng trên 90% nữa. Thì thế cho nên là cho phép sử dụng những cái cây biến đổi gen như thế này, chúng ta không lo đến xuất khẩu chẳng hạn. Thì cái quan điểm chúng ta rất rõ ràng rồi là mở cửa đối với cây trồng biến đổi gen, làm sao cho nó không ảnh hưởng đến xuất khẩu, không ảnh hưởng đến nông nghiệp và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường. Vâng, thưa giáo sư, thì có một thực tế là người dân khi mà đã không biết thì thôi, nhưng nếu họ biết thì chắc chắn là họ sẽ quan tâm. Và tôi biết là rất nhiều người, ngay kể cả chính tôi, khi mà nghe đến thực phẩm biến đổi gen thì tôi cũng cảm thấy rất là sợ. Tôi nghĩ là không tốt. Vậy thì theo ông thì người dân nên có thái độ như thế nào đối với thực phẩm biến đổi gen không? Trước hết ý, thì thái độ của người dân như thế nào thì từng người sẽ tự quyết định cái thái độ của mình. Nhưng tôi cho rằng nhiệm vụ của các nhà khoa học, các nhà quản lý và các phương tiện thông tin đại chúng ấy, phải đưa các thông tin sự thật khoa học đến với người dân. Đừng để những cái thông tin nhiễu loạn, thông tin gọi là thông tin vỉa hè đến với người dân, thì lúc đó người dân sẽ lúng túng và không biết xử lý thế nào cả. Tại sao chính phủ cho phép, bộ nông nghiệp cho phép, các bộ cho phép, thế nhưng mà lại có những thông tin trái chiều như thế này? Thế thì bản chất khoa học nó ở đâu? Thì cái này là nhiệm vụ của chúng ta, phải cùng nhau đưa cái thông tin sự thật đến với người dân. Tôi chỉ muốn nói một điều là như thế này: những cái nước mà có cái hệ thống an toàn sinh học, an toàn thực phẩm vào bậc nhất trên thế giới, nó Hoa Kỳ chẳng hạn, là Nhật Bản chẳng hạn, Australia, Hàn Quốc chẳng hạn, thì đấy là những nước đi đầu trong sử dụng thực phẩm biến đổi gen. Khi mà chúng ta quảng cáo thực phẩm chức năng chẳng hạn, hay là quảng cáo thuốc chẳng hạn, thì thường thường ấy chúng ta tự hào mà nói rằng ấy, đây là cái sản phẩm này đã được FDA của Hoa Kỳ cho phép rồi. Chúng ta cũng biết rằng ấy là tất cả mọi thực phẩm biến đổi gen trước khi được sử dụng ở Hoa Kỳ đều phải được FDA cho phép cả. Mà phần lớn ấy là những cái sản phẩm biến đổi gen ở Việt Nam ấy, hầu như tất cả những sản phẩm biến đổi gen mà được sử dụng ở Việt Nam ấy, thì đều đã được phép sử dụng ở Hoa Kỳ rồi. Thì tôi chỉ cung cấp thêm một số thông tin để người xem lựa chọn. Dạ, rõ ràng là lựa chọn thì là quyền của người dân, nhưng mà hiện nay thì chúng ta không biết được đâu là thực phẩm biến đổi gen, bởi do thiếu thông tin. Bản thân tôi khi vào siêu thị thì nhiều khi mình chọn đồ này đồ kia mình cũng không biết và không được trang bị các kiến thức. Theo tôi hiểu thì một số nước, hay kể cả nước ta, cũng đã có quy định trong việc dán nhãn đối với các thực phẩm biến đổi gen, phải không ạ? Vậy thì xin giáo sư cho biết là cái việc thực hiện cái quy định này đến nay như thế nào, có nghiêm túc không? Cũng như là, nhưng mà đấy là chỉ cho những sản phẩm có đóng mác, dán nhãn thôi. Thế còn những sản phẩm chế biến khác thì cái nguồn nguyên liệu để chế biến thì ra sao? Và thực sự làm sao để phân biệt được đâu là thực phẩm không biến đổi gen và đâu là thực phẩm biến đổi gen? Cái điều này là hoàn toàn đúng. Chúng ta có quy chế dán nhãn và cái sản phẩm mà chứa trên 5% biến đổi gen thì phải dán nhãn, quy định là như thế. Thế nhưng mà cái việc thực thi nó như thế nào ấy thì đây là một chuyện rất không phải là dễ mà chúng ta phải bàn rất nhiều. Mà tôi biết là các bộ, các ngành cũng bàn rất nhiều. Vì tại sao? Ví dụ tôi lấy trường hợp như thế này. Chúng ta rất muốn dán nhãn rau đã bị phun thuốc trừ sâu. Chúng ta rất muốn dán nhãn cái thịt lợn bị xử lý bằng chất bị nuôi bằng chất tạo nạc salbutamol, hay là chúng ta muốn dán nhãn ngay cái cá ở miền Trung chẳng hạn. Nhưng mà thực tế thì cái việc này thực thi đến đâu thì rõ ràng là chúng ta rõ ràng trong tình trạng hiện nay là không thực thi. Chúng tôi có đưa ra quy chế dán nhãn mà ai cũng muốn dán nhãn, nhưng mà rõ ràng là chưa không thực thi. Thì ở đây đối với cái sản phẩm biến đổi gen cũng như thế. Tôi biết là các bộ, các ngành ấy là đã có cái thảo luận rất là kỹ lưỡng về vấn đề này. Tôi cứ lấy ví dụ như thế này. Một người nông dân, người ta gói bánh chưng để bán vào dịp Tết, người ta dùng đậu biến đổi gen người ta làm nhân. Thế thì bây giờ mình có bắt người ta dán nhãn được hay không? Thì về nguyên lý thì nên bắt và cần phải bắt. Thế nhưng mà có thực thi hay không? Ai là người sẽ đi lấy mẫu?
để giám sát cái lô bánh chưng này là có chất biến đổi gen hay không, và cái chi phí nó ở đâu, chi phí ở đâu. Vì thế cho nên là trước khi mà đưa vào cái quy chế này thì chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống phòng thí nghiệm kiểm nghiệm thực sự là rất mạnh và rất hiệu quả. Rõ ràng là chúng ta thấy là có rất là nhiều bất cập, rất nhiều bất cập như thế này. Và cái này quản lý đòi hỏi phải có sự chia sẻ của xã hội với các nhà quản lý, chứ không chỉ có là chỉ có đâu nói về cái khía cạnh quản lý. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị của giáo sư. Quý vị và các bạn thân mến, còn quá sớm để có thể khẳng định là thực phẩm biến đổi gen có hại đến sức khỏe con người hay không như một số người vẫn lo ngại. Tuy nhiên là để tránh sự nghi kỵ xa lánh của người dân thì cần phải minh bạch, phải công khai dán nhãn với các sản phẩm biến đổi gen để cho người tiêu dùng tự quyết có hay không để sử dụng loại thực phẩm này. Và quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi tối của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại ở đây. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.